chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 27 tháng 11 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh họp xem xét một số nội dung quan trọng. Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ cơ quan địa phương đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Phê duyệt nhà thầu đường Tân Phúc - Võng Phan. Xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, cơ bản hoàn thành di chuyển mộ, bàn giao mặt bằng xây dựng đường vành đai 4. Đảm bảo công tác tuyển quân tại các xã khó khăn của huyện Khoái Châu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp giao ban các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Phiên họp đã xem xét cho ý kiến về việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, ban hành kèm theo nghị quyết số 168 ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với các nội dung đã xem xét. Đồng chí yêu cầu các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản, tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, giao Sở Tư pháp thẩm định, sớm trình Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban dân tỉnh xem xét ban hành. Sáng nay, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ cơ quan địa phương đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, ước giải ngân 11 tháng năm 2023 của các bộ cơ quan trung ương và địa phương trong cả nước khoảng 125.000 tỷ đồng, đạt trên 44% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh Hưng Yên giải ngân đạt gần 69%, tỷ lệ giải ngân trung bình 11 tháng cao hơn so với mức bình quân của cả nước. Các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của tỉnh là huyện Phù Cử, Khoái Châu đạt trên 70%, huyện Văn Lâm và Văn Giang có tỷ lệ giải ngân thấp nhất đều chưa đạt 45%. Các chủ đầu tư có kế hoạch vốn lớn là Sở Giao thông Vận tải gần 4.000 tỷ đồng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Xây dựng trên 1.000 tỷ đồng đều giải ngân đạt 39%. Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng nêu các khó khăn vướng mắc riêng của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, khó khăn vướng mắc của 41 hộ cơ quan trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. Đồng thời, kiến nghị một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian cuối năm. Đến nay, số vốn chưa giải ngân kế hoạch năm 2023 còn khoảng 247.000 tỷ đồng, trong khi thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 35 ngày. Do đó, cần có sự quyết tâm rất cao, sự vào cuộc quyết liệt triển khai một cách đồng bộ xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, của các cấp các ngành mới có thể hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại chỉ thị số 08 là tỷ lệ giải ngân trên 95%. Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh Hưng Yên vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 thi công xây lắp công trình thuộc dự án đường Tân Phúc - Võng Phan giao với DT378. Liên danh trúng thầu là công ty cổ phần Vinadenta, công ty cổ phần Nigen, công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 1 Mekong, công ty cổ phần xây dựng công trình hàng không 647. Giá trúng thầu là 2.049 tỷ đồng, tương đương giá dự toán, thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày theo đơn giá điều chỉnh. Gói thầu số 1 là gói thầu chính thức của dự án có tổng mức đầu tư gần 2.990 tỷ đồng. Sử dụng ngân sách tỉnh Hưng Yên do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, đường Tân Phúc - Võng Phan có chiều dài tuyến chính gần 24 km cùng hai tuyến đối dài trên 5,5 km qua 3 huyện Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cử. Điểm đầu kết nối với nút giao Tân Phúc tại huyện Ân Thi, điểm cuối kết nối với đường DT378, tức đê sông Luộc tại huyện Phù Cử. Tuyến nhánh sẽ kết nối với đường dẫn lên cầu La Tiến đi tỉnh Thái Bình. Tuyến chính gồm hai đường song hành quy mô đường cấp 3 đồng bằng, mặt cắt ngang 60m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Sau 4 ngày tập trung chi trả bồi thường các hộ dân có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để làm đường Tân Phúc - Võng Phan, đến ngày 26 tháng 11, chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên và các huyện Ân Thi, Phù Cử đã chi trả hơn 130 tỷ đồng.
Trong đó, huyện Ân Thi đã chi trả được khoảng 110 tỷ đồng của hơn 400 hộ gồm các xã Tân Phúc, Hoàng Hoa Thám, Văn Nhuệ, Nguyễn Trãi, Đa Lộc. Trong đó, các xã Nguyễn Trãi, Văn Nhuệ và Đa Lộc cơ bản đã chi trả xong. Đối với huyện Phù Cừ, hiện chi trả hơn 20 tỷ đồng cho 52 hộ dân tại xã Minh Hoàng. Trong những ngày tới, các địa phương tiếp tục chi trả các hộ dân trên địa bàn các xã còn lại. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 11 sẽ cơ bản hoàn thành chi trả đền bù cho các hộ dân có đất nông nghiệp phải giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Dự án đường Tân Phúc Võng Phan là đường cấp 3 đồng bằng được thực hiện trên địa bàn của 14 xã thuộc 3 huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phổ Cừ. Tổng chiều dài hai đoạn tuyến là hơn 28 km. Tổng kinh phí cho dự án là gần 3.000 tỷ đồng. Do có sự tích cực chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đến nay huyện Văn Lâm tiến hành kiểm đếm các diện tích đất thổ cư, tài sản trên đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4 tại xã Lạc Hồng đạt 90%. Đến nay đã kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất được 113 trên 126 hộ ở xã Lạc Hồng có đất thổ cư nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4. Huyện Văn Lâm phấn đấu đến ngày 30 tháng 11 sẽ hoàn thành kiểm đếm đối với 13 hộ còn lại. Bên cạnh sự kiên trì tích cực của các tổ công tác, vừa qua, đồng chí Bí thư huyện ủy Văn Lâm cùng các đồng chí thường vụ huyện ủy cũng trực tiếp xuống tận hộ dân để đối thoại tuyên truyền giải thích, vận động nhân dân đồng thuận nhường đất cho dự án. Do đó, một số khó khăn về chế độ chính sách hỗ trợ bồi thường tái định cư, giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, giúp tiến độ thực hiện có nhiều tiến triển tích cực. Huyện Văn Lâm cũng đã ra thông báo thu hồi đất đối với các diện tích liên quan đến gần 30 hộ được giao đất trái thẩm quyền trước đây tại xã Lập Đạo, đồng thời đang khẩn trương lập dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ đối với các hộ đã kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất. Thưa quý vị và các bạn, xã Thắng Lợi huyện Văn Giang có tổng số 226 ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phải di chuyển để xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đến thời điểm này, các hộ dân nơi đây đã cơ bản di chuyển xong phần mộ của người thân, gia tộc ra khu vực nghĩa trang mới để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công. Nhận thức vai trò quan trọng, thiết yếu của tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, gia đình ông Trần Phú Bát, thôn Tầm Tang là hộ điển hình đầu tiên di chuyển xong các phần mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án về nơi cư ngụ mới vào ngày 18 tháng 11, tức ngày 6 tháng 10 âm lịch. Thế hôm nay gia đình chúng tôi là chuyển các cụ tổ cho tôi là ta tất tổng số là 8 ngôi. Đến thời điểm này công tác đã được 50% rồi, đến chiều là hoàn thành tất. Xã Thắng Lợi có tổng số 226 ngôi mộ cần di chuyển để xây dựng đường vành đai 4 tập trung ở nghĩa trang thôn Tầm Tang. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay xã đã di chuyển được trên 90% số mộ. Đấy, hôm nay đấy, các đồng chí về đấy rất đông, bà con đã hiểu được cái chính sách lớn của nhà nước. Một thứ hai là cái việc này thì có đất nước có phát triển được thì rõ ràng thì mới có những cái việc như này. Thì là sau này chuyển các cụ về nơi khang trang, nơi ở mới, nó là phù hợp hơn nữa là nó ở cái chỗ là các dòng họ sẽ kết nối được với nhau. Thì đến đây nhân dân đang tích cực là chuyển mộ về vị trí mới để đảm bảo cho công tác thế là giải phóng mặt bằng cũng như là bàn giao mặt bằng cho dự án. Dự kiến trong cái tháng này thì là các gia đình cũng chuyển mộ hoàn thành về cho các cụ về nơi ở mới. Sẵn sàng thay đổi tư duy cho thấy sự đồng thuận cao của nhân dân khi di rời phần mộ để triển khai dự án với mong muốn góp sức xây dựng tuyến đường, tạo thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Dự kiến từ nay đến đầu tháng 12 năm 2023, tức ngày 20 tháng 10 âm lịch, xã Thắng Lợi sẽ hoàn thành công tác di chuyển mộ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Những năm gần đây, số lượng nguồn tuyển quân tại một số xã trên địa bàn huyện Khoái Châu giảm so với những năm trước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các xã thị trấn đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân năm 2024. Là con trai duy nhất trong gia đình, lại vừa tốt nghiệp trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, có việc làm ổn định tại một doanh nghiệp với mức lương gần 10 triệu đồng. Nhưng em Hùng ở thôn Toàn Thắng, xã Tân Châu rất quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc làm của Hùng đã nhận được sự ủng hộ cao của gia đình khi được chính quyền
cũng như các ban ngành đoàn thể của xã động viên tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự. Tham gia nghĩa vụ quân sự để hoàn thành nghĩa vụ của một công dân để đóng góp cho Tổ quốc. Tôi cũng động viên cháu khi hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho. Tân Châu là xã đông dân, song lại là xã vùng bãi, không có doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Lượng thanh niên ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đa số đang theo học tại các trường đại học và đi làm ăn xa nhà như xuất khẩu lao động hoặc các công ty ngoài tỉnh, khiến cho nguồn tuyển quân gặp khó khăn. Qua khám tuyển đợt 1, xã đã có 26 thanh niên đi khám tuyển. Bàn hành kế hoạch hết sức chi tiết cụ thể. Và trong đó thì có một nhiệm vụ chúng tôi đưa đến hàng đầu, đó là chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các công dân cũng như gia đình chấp hành tốt cái luật nghĩa vụ quân sự. Không riêng xã Tân Châu, đây cũng là khó khăn chung của nhiều địa phương trên địa bàn. Tuy nhiên, cấp ủy chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể địa phương đã và đang tích cực vận động tuyên truyền thanh niên tham gia các bước sơ tuyển. Nhờ đó, thay đổi nhận thức của nhiều thanh niên hiểu về luật nghĩa vụ quân sự và đồng lòng hưởng ứng. Khi tham gia môi trường quân đội, sau này có nhiều kinh nghiệm hơn để em được trưởng thành hơn. Gia đình cũng mong các cháu trưởng thành và hoàn thành nghĩa vụ. Hiện Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch và phân công triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, phối hợp với các xã thị trấn, tập trung làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn và sơ tuyển khám tuyển chặt chẽ ngay từ cơ sở. Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2023, tại 2 điểm với 9 xã đã thực hiện khám tuyển đợt 1, dự kiến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, huyện sẽ hoàn thành kế hoạch khám tuyển. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch quản lý nguồn chặt chẽ, đi sâu nhấn mạnh về các biện pháp xử lý hành chính, tạo điều kiện cho thanh niên có điều kiện phát triển đảng trong quân đội, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để nắm chắc tình hình đơn thư khiếu nại của các công dân khi thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Thời gian tới, bên cạnh thực hiện đúng đủ và nghiêm túc các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, huyện Khoái Châu chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tới từng thanh niên, từng gia đình về luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Qua đó, góp phần khắc phục những khó khăn, đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân về cả chất lượng và số lượng tân binh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, bằng sự cần cù chịu khó tận dụng chất đất phù sa ngoài vùng bãi sông Luộc và được chính quyền địa phương khuyến khích chuyển đổi từ trồng lúa giá trị kinh tế thấp sang trồng rau củ giá trị kinh tế cao, nhiều hộ nông dân của huyện Phù Cử đã mạnh dạn mở rộng nhiều mô hình sản xuất rau củ mang lại kinh tế cao. Từ năm 2014, ông Bùi Văn Phương ở thôn An Cầu, xã Tống Chân bắt đầu khởi nghiệp trồng dưa vàng, dưa chuột trong nhà lưới ngoài bãi sông Luộc với diện tích khoảng 7 sào. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, kỹ lưỡng chọn giống, gieo hạt ươm mầm, sản phẩm dưa lưới của ông đã trở thành nông sản tiêu biểu của huyện Phù Cử. Năm 2020, sản phẩm dưa lưới đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Giống thì 100% là chúng tôi nhập từ nước ngoài. Các cái giống dưa Nhật nó cũng khá là ưa chuộng cho thị trường Việt Nam. Để dùng các cái thiết bị để đo đếm cái độ ẩm và cái nhu cầu dinh dưỡng của cây. Cũng song song với việc sản xuất tốt thì phải nghiên cứu thị trường, cái khẩu vị của người tiêu dùng và cái sở thích của người tiêu dùng là cái gì. Thì mình sẽ làm ra cái hàng hóa mà người tiêu dùng cần. Tận dụng chất đất phù sa ngoài bãi sông Luộc, ông Đỗ Văn Sử tại thôn Sĩ Quý, xã Nguyên Hòa đã chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng những cây ngắn ngày như cà rốt, dưa hấu, dưa chuột. Học hỏi các kỹ thuật chăm sóc áp dụng khoa học công nghệ và nông nghiệp, đặc biệt công đoạn chọn giống luôn được ông Sử đề cao. Trên diện tích 7 sao, một năm ông Sử có thể trồng đan xen 4 vụ rau củ khác nhau, hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với trồng lúa. Chúng tôi ở ven sông ấy là đất phù sa nhiều. Thế ngày xưa thì chúng tôi cũng là chủ yếu là trồng cây mía, cây nạc. Xong bây giờ chúng tôi chuẩn bị học gieo cây cà rốt thì đất chúng tôi là cảm thấy là phù hợp vì nó ven sông. Về phần ủy ban xã thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là cho toàn bộ tất cả các cái diện tích mà cây lúa kém hiệu quả để chuyển sang trồng các cái loại rau màu củ quả. Thì trong cái đó thì chúng tôi đang cho phát triển về trồng cây cà rốt, giá trị kinh tế nó cao hơn, cũng đã chỉ đạo cho hội nông dân của xã thì cũng có cái tạo cái nguồn vốn hỗ trợ cho bà con. Hiện toàn huyện Phù Cử có trên 310 ha diện tích đất nông nghiệp ngoài bãi sông Luộc, chủ yếu tại ba xã Tam Đa, Nguyên Hòa, Tống Chân. Bằng kinh nghiệm và biết tận dụng chất đất vùng bãi, nhiều hộ nông dân đã tích cực nhân rộng trồng rau củ ngắn ngày như dưa lê, dưa hấu, cà rốt, đan xen nhiều vụ trên năm.
đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 4 đến 5 lần so với trồng lúa trên cùng một diện tích. Ngày 26 tháng 11 tại thành phố Hưng Yên, Liên đoàn bóng bàn tỉnh Hưng Yên tổ chức đại hội khóa 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, môn bóng bàn trên địa bàn tỉnh có bước phát triển rộng khắp, người chơi đa dạng lứa tuổi và ngành nghề. Toàn tỉnh có 30 câu lạc bộ bóng bàn, thu hút trên 400 người tập luyện thường xuyên. Bên cạnh đó, nhiều nhà văn hóa, khu vui chơi tại các thôn, khu phố có bàn bóng bàn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tập luyện. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn bóng bàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu thành lập mới từ 5 đến 7 câu lạc bộ bóng bàn, duy trì và nâng cao chất lượng các giải bóng bàn cấp tỉnh, đẩy mạnh công tác xã hội hóa phát triển bóng bàn trên địa bàn tỉnh. Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Liên đoàn bóng bàn tỉnh khóa 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Duy Hy được bầu giữ chức chủ tịch. Nhân dịp này, Liên đoàn bóng bàn tặng giấy khen và phần thưởng cho các vận động viên trẻ của đội tuyển bóng bàn Hưng Yên đã có thành tích giành huy chương vàng đồng đội nữ tại giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2023. Thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh cho việc cưới việc tang trên địa bàn xã Văn Duệ, huyện Ân Thi đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Vào tháng 8 vừa qua, gia đình ông Nguyễn Văn Toàn đã tổ chức lễ cưới cho con trai. Thay vì tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới rình rang, thì gia đình ông chỉ tổ chức gói gọn trong vòng một ngày với khoảng 7 mâm cỗ, mời nội ngoại hai bên gia đình mà thôi. Còn khách đến chúc mừng cho đôi trẻ sẽ được mời trà nước, bánh kẹo. Đúng vào ngày chủ nhật hay là tôi nói thật là cũng hạn chế, thế là cũng chỉ gói gọn trong cái phạm vi trong cái một ngày hôm đấy thôi, là cũng chỉ bánh kẹo các cái thôi, chứ cũng không bảo là rườm rà như trước là phải mấy ngày. Quan trọng là các cháu nó cứ hạnh phúc thôi, chứ không nhất thiết là mình phải vào cỗ to cỗ nhỏ. Còn gia đình cụ ông Nguyễn Văn Diệu đã làm đám tang cho cụ bà vào đầu tháng 10 vừa qua. Việc tang được gia đình tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, theo đúng quy định thực hiện nếp sống văn minh. Gia đình tôi thì thực hiện nghiêm chỉnh cái nếp sống văn minh của địa phương. Là bà cháu chết thì mang đi hỏa táng, xong là về mai táng ở Nghĩa Trang. Thì làm vài mâm cơm con cháu ăn, anh em trong nhà thôi, chứ không có cỗ bàn gì. Từ đầu năm 2023 đến nay, xã Văn Duệ có 32 trường hợp đăng ký kết hôn. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động từ cơ sở, nên hầu hết các đám cưới được đơn giản hóa về thủ tục, tổ chức cưới trang trọng, tiết kiệm, loại bỏ các thủ tục rườm rà, lạc hậu. Việc tang cũng được tổ chức phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc, hoàn cảnh gia đình có người qua đời, với tỷ lệ trường hợp hỏa táng ngày càng cao. Các gia đình thực hiện các thủ tục trong việc cưới là theo cái phong tục truyền thống là rất là đơn giản, gọn nhẹ, nó cũng phản ánh được cái ý thức của người dân trong cái việc thực hiện cái xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang sẽ góp phần xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến trong cộng đồng dân cư, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.